Chào các bạn, hôm nay Hoàng lại tiếp tục làm một số review. Trước mặt Hoàng đây là cây CLP 480 này. Hoàng làm 470 thôi. Chưa làm 480. CVP này, những cái cây này thì có điệu nè. Những cây này thì dòng giá rẻ cỡ 15 triệu. Hoàng sẽ làm cái cây này là cây giả cơ. Người ta cứ gọi đây là cây giả cơ. Cái cây Yamaha họ gọi là cái cây hybrid. Cây này là cây NU1. Đẹp lắm, cây này đẹp lắm. Đó. Rồi, nhưng mà nhân vật chính của Hoàng muốn nói hôm nay đó là cây Kawai. Kawai CA17. Hoàng đã làm CA65 rồi. 67 làm chưa ta? Nhưng mà chưa làm 17 ha. Hôm nay Hoàng làm 17. Thì CA là nó ngang với cái dòng Clavinova của hãng Yamaha. Đó. Hãng Yamaha họ có cái CLP và CVP, thì cái cây này nó ngang với cái dòng CLP của Yamaha nha các bạn nhé. Đó, cái cây này nó cũng to. Đó, hình dáng to cao đẹp trai. Phím là phím bằng gỗ nha, phím bằng gỗ nè. Đặc biệt là dòng CA đa số bằng gỗ cả. Đó, họ cũng giải quyết cái phần trước này, họ không có làm nút gì, nút họ chuyển sang một bên. Đấy, họ làm chuyển sang một bên. Họ cũng làm rất là gọn gàng. Các bạn xem này, CA17. Thì nó viết tắt của cái từ bên trên này, Concert Artist ha. Rồi, loa, các bạn xem loa. Loa trep ở trên. Và ở dưới gần thì có loa, loa súp lớn. Rồi, cây này cũng khá mới nha. Cái cây này sản xuất năm 2017. Rồi bây giờ Hoàng thử vài tiếng cho các bạn xem nè. Rồi trước tiên Hoàng chỉ cho các bạn cách chọn tiếng ha. Tiếng của cái cây này á, là nó lấy giữ cái nút này nè và những cái phím này. Rồi chẳng hạn như bây giờ đã đang tiếng piano này. Rồi Hoàng đổi qua cái tiếng khác chẳng hạn như là cái tiếng này. Select cộng cái này. Rồi nó đổi đó. Rồi ha, thay đổi rồi. Vậy bây giờ nè, qua cái tiếng này coi. Đó, tiếng organ chẳng hạn, tiếng này coi, thay đổi rồi đó. Rồi bây giờ, nãy giờ là những cái phím đen, những cái phím đen này là những cái tiếng khác ngoài piano. Rồi những cái phím trắng ở dưới là những cái tiếng piano ha. Chẳng hạn đây, đây là tiếng piano, cũng piano luôn nhưng tiếng này nó khác một tí. Rồi ví dụ qua tới đây. Có khác đó, có khác đó. Đó, nó đục hơn. Đó, cái tiếng này nó sáng hơn đó chưa. Rồi, vậy thì tới đây còn không? Tới đây là hết rồi ha các bạn ha. Rồi, vậy bây giờ mình có thể ghép được 2 tiếng không? Ghép được luôn, bây giờ quay chĩa vô này, ghép 2 tiếng nè. Ghép 2 tiếng, chẳng hạn mình biết đây là tiếng piano. Và tiếng ở trên này là tiếng piano điện. Mình muốn ghép nó lại thì mình nhấn đồng thời, mình giữ đồng thời nha. Cái này trước, rồi đồng thời. Đây, bây giờ nó kết nối. À, nó có vừa tiếng piano mà vừa tiếng piano điện đúng không? Đầu tiên á, Hoàng sẽ đánh cái tiếng piano cho các bạn coi trước ha. Thank you.
bây giờ Hoàng sẽ ghép hai tiếng nha, tiếng piano nè và cái tiếng piano điện. Oh, nói gì đấy cưng. Ghép vô rồi nó ra. Tiếng đẹp không? Lòng lành không? Bây giờ Hoàng ghép hai cái tiếng piano điện này lại nha. Mới đàn cho các bạn nghe xong cái cây CA17. Cây CA17 này nó chắc nó ngang với cây CLB535 hoặc là 635 của hãng Yamaha. Dòng CA là ngang với dòng CLB nha các bạn nhé. Rồi tiếng của Kawai và Yamaha, cả Roland nữa, thì mỗi hãng họ đẻ ra thì họ đều tìm cho mình một cái lợi thế cạnh tranh riêng rồi. Cho nên là mỗi hãng đều có một cái hay riêng, khó có thể nói được hãng nào hơn hãng nào, mà chỉ hỏi là mình thích hãng nào hơn thôi. Mình đàn mình thích cái cây nào thì mình mua cây đó. Mà các bạn đã mua cũ với cái giá mười mấy đến hai mấy là cây đàn nó ngon lắm rồi. Thiệt hãng nào trong cái tầm đó Hoàng cũng thấy nó hay hết trơn á. Mỗi hãng có cái hay kiểu khác nhau. Nên là các bạn cứ yên tâm trong cái phạm vi đó, trong cái phạm vi túi tiền của mình đã xác định trong cái tầm đó rồi, thì mình lên mình thấy cây nào mà nó ưng mình, nó kích thước nó phù hợp với gia đình mình thì mình mua thôi. Như CA65 này cũng hay nè, 67 cũng hay nè, CA17 này cũng hay ha. Rồi có dịp là thì đàn về thì có thêm model mới thì Hoàng lại review tiếp cho các bạn xem ha. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ cái kênh YouTube của Hoàng. Cũng nhiều bạn hỏi mà Hoàng cũng chưa kịp trả lời, do là bận quá nên là các bạn thông cảm nha. Hoàng có thời gian là Hoàng sẽ trả lời một lượt sau nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Bên mình có quẹt thẻ để trả góp các cái thẻ tín dụng á. Giờ chắc là mua bán trả góp thì các bạn biết nhiều rồi, thì các bạn nào mà có thẻ tín dụng mà muốn mua trả góp thì bên Hoàng có sẵn dịch vụ đó luôn nhé. Xin cảm ơn.